2016, nhà máy đường An Khê hoàn thành dây chuyền nâng công suất từ 18.000 tấn mía một ngày, trở thành nhà máy đường có công suất lớn nhất Việt Nam. Sản lượng chế biến hàng năm chiếm khoảng 20% sản lượng đường chế biến của cả nước. Hệ thống chế biến đường từ mía được đầu tư thiết bị hiện đại, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến và tự động hóa trong các khâu vận hành. Nhà máy đường An Khê không ngừng được đầu tư nâng cấp thiết bị và công nghệ theo sự tiến bộ của khoa học và công nghệ trên thế giới, đầu tư hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Điều này giúp gia tăng hiệu suất ép, nâng cao hiệu quả chế biến, tăng hiệu suất thu hồi đường và giảm thất thoát đường trong quá trình chế biến, tiết kiệm năng lượng điện hơi nước, giảm lượng nước thải ra môi trường. Nhà máy có vị trí thuận lợi, được đặt ngay tại trung tâm vùng nguyên liệu mía nằm ở phía đông tỉnh Gia Lai, với diện tích trên 30.000 hectare. Nhà máy có khả năng chế biến đường từ mía trên 200.000 tấn một năm. Hiện nhà máy cũng được đầu tư dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE với công suất 1.000 tấn đường mỗi ngày. Đây là hệ thống chế biến đường hiện đại ứng dụng công nghệ tiên tiến trên thế giới, loại tạp chất bằng phương pháp carbonat hóa, khử màu bằng hệ thống trao đổi ion. Nguồn nguyên liệu cung ứng cho hoạt động tinh luyện đường, bên cạnh nguồn đường thô nhập khẩu, nguồn đường thô sản xuất trực tiếp từ mía cũng chiếm tỷ lệ đáng kể. Đây là một trong những tiền đề quan trọng để sản phẩm đường của QNS khẳng định vị thế của mình. Với hệ thống thiết bị chế biến hiện đại, sản phẩm đa dạng về chủng loại là đường kính trắng RS, đường vàng, đường tinh luyện, bao bì cung ứng và hình thức phục vụ luôn được cải tiến. Các sản phẩm đường được sản xuất từ nhà máy đường An Khê đáp ứng được các nhu cầu đa dạng của khách hàng và người tiêu dùng. Nhà máy hiện nay thì có 3 sản phẩm. Thứ nhất là đường RS, thứ hai là cái đường RA và thứ ba là cái đường vàng. Thì cái sản phẩm này thì đã nhiều năm đạt các thương hiệu quốc gia. Song hành cùng nhà máy chế biến đường là nhà máy điện sinh khối An Khê, được xây dựng cách nhà máy đường 500m. Nhà máy điện sinh khối An Khê có công suất 95 MW. Đây là nhà máy điện sinh khối có công suất phát điện lên hệ thống điện quốc gia lớn nhất nước. Cùng với hệ thống phát điện tại nhà máy đường, công suất trên 15 MW, tại đây đã hình thành trung tâm phát điện năng lượng tái tạo quy mô lớn, sử dụng nguồn nhiên liệu là sinh khối từ bã mía và khai thác các nguồn sinh khối trên địa bàn như củi, cành cây, phế liệu thu hồi từ chế biến lâm sản để sản xuất điện hơi, cung cấp năng lượng cho chế biến đường, điện sản xuất sinh hoạt và phát lên hệ thống điện lưới quốc gia. Nhà máy điện sinh khối An Khê được bổ sung vào quy hoạch điện 7, quy hoạch phát triển điện lực quốc gia vào năm 2016. Nhà máy được đấu nối vào hệ thống điện lưới trên đường dây 220 kV Pleiku An Khê. Hệ thống phát điện gồm 2 tổ máy, 40 MW và 55 MW. Đường dây truyền tải, sân phân phối, trạm biến áp 220 kV A. Hệ thống các thiết bị đón cắt, đo lường, điều khiển, bảo vệ, đáp ứng yêu cầu theo các quy định về hệ thống truyền tải điện quốc gia. Từ khi đưa vào vận hành thương mại, hoạt động phát điện lên lưới điện quốc gia của nhà máy điện sinh khối An Khê đã đóng góp đáng kể vào việc cân đối phụ tải trên địa bàn, đặc biệt là hỗ trợ bù đắp lượng điện thiếu hụt vào mùa khô tại vùng Bình Định, Phú Yên. Với hoạt động chế biến đường mía, vùng nguyên liệu luôn giữ vai trò hết sức quan trọng đối với các doanh nghiệp chế biến nông sản, góp phần quyết định sự thành bại trong kinh doanh. Vùng nguyên liệu mía gắn chặt với đất đai, với cuộc sống của người nông dân trồng mía, với cộng đồng xã hội trên địa bàn, với các chính sách phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương và cả nước. Để xây dựng vùng nguyên liệu mía đạt mục tiêu có năng suất cao, chất lượng tốt và quy mô ngày càng tăng để phát triển ổn định bền vững là cả một quá trình huy động nguồn lực từ nhiều phía, vượt qua khá nhiều rào cản. Vùng nguyên liệu mía cho nhà máy đường An Khê được tỉnh Gia Lai quy hoạch tại 4 địa phương là thị xã An Khê, các huyện Cờ Bang, Đắc Bơ, Công Chơ Ro. Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi đã tập trung nguồn lực để xây dựng vùng mía tại Đông Gia Lai trở thành vùng sản xuất nông nghiệp có quy mô lớn, áp dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất mía, hình thành các cánh đồng lớn, thực hiện cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất, trồng, chăm sóc đến thu hoạch mía. Hiện xí nghiệp cơ giới nông nghiệp An Khê đã được công ty đầu tư trên 250 máy cày, máy kéo, trên 500 thiết bị canh tác, 8 máy thu hoạch mía. Xí nghiệp đảm nhận việc thi công cơ giới phục vụ cho quá trình canh tác mía trên vùng nguyên liệu. Đến nay, hoạt động cơ giới hóa của công ty đã thực hiện được quy trình khép kín trong canh tác và thu hoạch mía, làm đất, trồng, chăm sóc, thu hoạch, vận chuyển, tiếp nhận.
Bên cạnh việc nghiên cứu, cải tiến, chế tạo mới các máy móc thiết bị công tác cho phù hợp với đặc điểm đồng ruộng Tây Nguyên như máy trồng có tưới di động, các loại máy chăm sóc bón phân cho các giai đoạn phát triển khác nhau của mía, máy bừa xới cỏ, máy phay lá mía cải tiến. Xí nghiệp đã đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến trong vận hành và quản lý đồng ruộng như ứng dụng công nghệ GPS nhằm tối ưu hóa trong công tác quản lý vùng nguyên liệu mía. Đặc biệt, việc đẩy nhanh tốc độ đưa máy thu hoạch mía vào đồng ruộng, gia tăng sản lượng mía thu hoạch bằng máy đã giải quyết được bài toán thiếu nhân lực tại các vùng nông thôn. Để phù hợp với quy trình canh tác mía cơ giới hóa và phục vụ mục tiêu năng suất chất lượng cao, gia tăng thu nhập của người dân trên một đơn vị diện tích, công tác giống mía cũng đóng vai trò quan trọng. Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giống mía Gia Lai được đặt tại huyện Đắc Bơ, có nhiệm vụ nghiên cứu tìm ra bộ giống mía mới thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của từng vùng nguyên liệu. Trung tâm đã hợp tác và liên kết với Viện Nghiên cứu Mía đường Việt Nam và các viện nghiên cứu mía đường Thái Lan thực hiện việc nghiên cứu du nhập và khảo nghiệm nhiều giống mía có năng suất chất lượng cao, có khả năng chịu hạn, nhân rộng trên địa bàn vùng nguyên liệu nhà mía đường An Khê. Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giống mía Gia Lai cũng là đơn vị chủ trì xây dựng hệ thống nhân giống mía 3 cấp để cung ứng giống tốt, sạch bệnh, chất lượng cao cho người dân trồng mía trên toàn vùng nguyên liệu. Bên cạnh các hoạt động đầu tư về máy móc thiết bị để phục vụ chế biến và thực hiện cơ giới hóa vùng mía, có một nội dung hết sức quan trọng mà công ty luôn quan tâm, đó là tăng cường và bổ sung dinh dưỡng cho đất. Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi đã hợp tác với các nhà nghiên cứu khoa học, các công ty phân bón để cùng nhau nghiên cứu điều kiện thực tế về đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu của đồng ruộng trên các vùng nguyên liệu của công ty để sản xuất, chế biến, cung ứng các loại phân bón phù hợp với các loại đất trên từng vùng, phục vụ cho người trồng mía, góp phần giữ gìn và tăng cường nguồn dinh dưỡng cho đất. Sử dụng toàn bộ lượng bã bùn từ chế biến đường mía đưa về đồng ruộng để cung cấp phân bùn cho đất mía nhằm góp phần cải tạo đất, tiến đến sản xuất phân hữu cơ vi sinh cho đất trồng mía. Để thực hiện thành công trong việc đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào nông nghiệp và hình thành chuỗi liên kết giá trị trong sản xuất nông nghiệp một cách bền vững, trong thời gian qua, công ty cổ phần đường Quảng Ngãi đã triển khai các giải pháp phát triển vùng nguyên liệu mía một cách đồng bộ, như thông qua các hội thảo để vận động người trồng mía thay đổi tập quán canh tác, xây dựng các mô hình trình diễn có đánh giá tổng kết để nhân rộng, thực hiện các chính sách đầu tư khuyến khích người nông dân trồng mía như đầu tư vốn cho người trồng mía không tính lãi, chính sách bảo hiểm giá mía. Công ty đường Quảng Ngãi và nhà máy đường An Khê thì người dân ở đây là rất hài lòng, và bên cạnh đó là đất ở đây thì nó cái thổ nhưỡng nó rộng, cho nên là bây giờ áp dụng cho cái cây mía cánh đồng mẫu lớn là đủ cái điều kiện để nông dân coi như là chuyên về cây mía. Bao nhiêu năm nay rồi đến bây giờ là giá cả như thế này thì nông dân người ta rất phấn khởi. Bây giờ mình làm cái cánh đồng mẫu lớn thì được công ty cũng như nhà máy hỗ trợ thì cái chi phí mình nó thấp xuống. Thì một hecta mình thu nhập là tính bình quân thì mình chia cho các cái vụ mùa thì cũng được 40-50 triệu trên một hecta. Địa phương chúng tôi xác định cây mía là cái cây chủ lực, và cũng chính nhờ từ cây mía là coi như là từ mà nhà máy đường An Khê đã hỗ trợ có nhiều cái chính sách. Từ khâu là coi như trồng khâu làm đất cho đến trồng chăm sóc và coi như tưới mía, kể cả là coi như thu hoạch, và cũng từ cái lợi nhuận của cây mía mà người dân địa phương chúng tôi là coi như có phát triển về kinh tế, nâng cao thu nhập, rồi là coi như đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như là nuôi con cái ăn học, coi như rất là coi như là đảm bảo cái cuộc sống. Cái cụm này nó có một cái dây chuyền là luyện đường với cái công suất luyện đường á là 1.000 tấn đường luyện một ngày, và cái công suất đường luyện cho một năm là cỡ trên 300.000 tấn đường luyện một năm. Mục tiêu của cái đường luyện này là cung ứng cho các cái nhà máy chế biến thực phẩm trên cả nước, thì với một cái mục tiêu là coi như phát huy cái cụm này. Thế và sắp tới thì công ty cũng đang thực hiện cái dự án là cái nhà máy ethanol và cồn thực phẩm với cái công suất định hình là 200 triệu lít một năm để sử dụng các cái phế liệu, phế phẩm mặt rỉ của nhà máy đường để nó sản xuất ra cái sản phẩm tiêu dùng trực tiếp đó, để nó phát huy cái hiệu quả.
Thì cái định hướng của cái nhà máy đường An Khê này là trong cái thời gian sắp đến vừa lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp là nó như vậy. Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi là doanh nghiệp có truyền thống 50 năm chế biến đường từ mía. Trải qua nhiều giai đoạn đầu tư xây dựng và phát triển, đến nay công ty là doanh nghiệp đi đầu cả nước về năng lực sản xuất đường, đi tiên phong trong việc ứng dụng các thành tựu nghiên cứu tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chế biến đường và phát triển vùng nguyên liệu mía, chiến lược kinh doanh phù hợp linh hoạt trong từng giai đoạn. Cụm mía đường Điện tỉnh Gia Lai được kỳ vọng là nơi luôn đạt được những mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững trong tương lai.